Ui. Yeah, boy. Kinh rết. Kinh rết. Kinh rết. Kinh rết ơi. 11. Bạt 3 10 thần thoại. Level 10. A few moments later. Tập trung trước khi EB nó dậy anh em ơi. Nó dậy và nó vô nó chỉ á. Nó chỉ khùng, nó chỉ điên anh em ơi. Xong mình top 8 á. Phải tập trung cái. Ra được con CV sớm ngon rồi, mình nghĩ là đi lên từ phong sử gia cũng là một good choice anh em ơi. Cũng dễ, dễ đếp máu, dễ xoay. EB bất tỉnh rồi à. Affiliate. Ép à. Rồi, để phòng affiliate đi nhá. Nếm đến cái phòng này đi. Đai máu. Gãy, cái gì đó sẽ là gãy. Quay gãy men. Quỷ nhân Riven, ấy da. Tiếc thế. Thăng hoa tộc đỉnh à. Thăng hoa tộc đỉnh à, có ai chơi không? Bóc đồ. Rồi sinh nhật. Lấy cái này xong rồi lên ấy sớm không rô không anh em. Ủa trời, chỗ mình nghĩ chắc mình lấy 3 xong rồi mình lên cấp mình rô nữa. 2 ông quà sinh nhật, 3 ông quà sinh nhật. Ui, lobby full quà sinh nhật. 4 quà sinh nhật. Vãi. Ông này thì lấy cái, lấy đồ ánh sáng xong lấy cái này à. Đánh bạc. Nhà này không có đánh AP không, lấy quà sinh nhật. Lấy quà sinh nhật mà đánh AP thì chôn nhỏ đi nhỏ. Thì đúng chôn VN rồi đó. Tôi à. Phạm vậy. Đúng chôn VN rồi đó. Thua đẹp thì ngon hơn, mình không thắng lắm. Thua đẹp. Thua đẹp, thua đẹp. Ok. Thua một chết anh em ơi, đánh AFE luôn nhá. Lấy cái này chạy đánh AFE, lấy cái này đánh gì nữa. Chôn à. Sao một hồi cái mình thấy nhiều AFE vậy. Bán hết tướng luôn. Lên 8 xoay AC à. Từ từ đã anh em ơi, chưa biết được nhiều. Nói chung là phải tùy vào mình roll ra hoặc là tướng nó chảy nào đó. Từ từ. Có cả tùy vào báu vật nữa anh em ơi. Cái nối gián đoạn, cái nối gián đoạn ngon nhá. Dây số 2, con này 2 luôn được. Khổng lồ hóa để lên cấp đánh dễ không? 30 mẫu à. Khổng lồ hóa được á, đang thua mà đúng không? Tháo đồ này à. Bi bà mạnh thế. Chạy cái. Chắc mình lưu round này đi chợ về mình lên cấp roll nhé. Kiểu mình roll một lần thôi xong mình AFE 1 không? AFE không xui vô cực chắc này không chơi đâu. Đi chợ chắc mình đặt cái gậy. Mình còn nhiều thứ quá. Bài toàn 1 sao anh em ơi. Ra 2 sao đếp mà dễ. Toàn 1 sao.
On cầm găng rồi, on cầm găng ngon đó nhờ. Mất luôn rồi. Effie nè, Effie cầm gậy rồi, biến định mệnh nè. Ok. Về mà lên full form cái. Sáu định mệnh nè, mình trốn đó nhờ. EC2 mình giữ EC nhá. Rồi Lee Sinh 2 nữa thôi. Xẻn nữa. Chôn à. Chôn rồi. Ê, mình tách tim ra cái, mình chụm chụm này con mo nó thả chết. Lắp luôn anh em ơi, lắp luôn không đợi gì nữa. Không lắp chết anh em ơi, anh em đừng có phân tích là AP có chịu dép cái đó, ai cũng biết hết. Anh em đừng phân tích cái đó ai cũng biết hết, nhưng mà lắp luôn. Cái đó có thêm máu, thêm kháng phép, không sao cả. Không sao cả anh em ơi. Tầm này không có đợi được á. EC3 không? Anh em mình có lỗi rune á, EC3 không? Gần chết rồi, cứ phân tích là con này có cái này rồi, lắp làm gì nữa. Gần chết rồi anh em ơi. Tứ phương tiếp viện lấy EC à. AC đâu? Phải lấy AC chứ lấy mấy con khác bút anh em ơi. AC đâu nhỏ? Đây rồi. Nhìn thể mình hài nhỏ. Hài cốt á nhỏ. Chờ nhặt gậy đúng không? Đồ ánh sáng rồi. Diệt nãy. Diệt ánh sáng ngon. Ok. EC3 còn 50k nha anh, là ok Khải Duy nha. 50k đúng không? 50k đúng không? EC3 này được 50k à. Ấn hả? À? Ui mất ấn định mệnh là cút luôn á. Ê. Ây da. À hai ấn định mệnh của tôi, ây da. Cút rồi. À mất 10 định mệnh luôn.
niệm thôi, tử nạn thôi. Tham cái thanh hoa này làm gì? Ấy da, cái sứ thanh hoa này làm cái gì? Thu cái bạch 2. Thu cái bạch 2. Phải 2 ấn cơ anh em ơi. 2 ấn cơ chẳng này cút rồi. Chẳng này điểm rồi, chẳng này điểm rồi. Ông bán chưa? Ông bán rồi đúng không? Từ từ đi. Chuyện đâu còn có đó đây em ơi. Bình tĩnh đi. Năm mươi máu đủ được 4 round không nhờ? 50 máu đủ được 4 round không nhờ em nhờ? Không có round này không? Hay. Lời. Bán kinh rết luôn em ơi. Tích tiền. Lời nhá. Ok nhá. Ai phi 3 cầm đồ này á. Tự biết không tính lắm ta. Cái ông này lại lon vào. Bỏ kinh rít lấy tóc đánh AC, ok. Ê, được một đồ này. Là của người ta à. Cay thế nhờ. Ê, chêu ngươi à. Thời rít 3 của tôi. Mình tính kéo qua rồi anh em ơi, nhưng mình không phản xạ kịp á. Không tính đến kiểu đó. Chắc là bỏ hồ quay ra luôn á. Nhận được chưa anh ơi? Anh kéo Khải Duy nha. Đợi anh xíu Khải Duy ơi. Đợi anh xíu. Kiếm thêm con tăng à. Chắc mình đô ra con này. Cái gì đấy? Vãi cho nhiều tiền thế. Chết người à. Mình quên đổi liên kết rồi. Ai da. Giống nhót quá nhờ. AC ơi. Hai không vậy? Đừng nuốt. Bốn sử. Con lất hồi nãy con lất mình quên mua đi. Kinh đó. Chấp nhận rồi đi em ơi. Xe 3 có nhót gì vậy nhờ? Yếu thế. Xe ơi, đừng có đơ nữa. Có máu.
Hút máu IC ơi, hút đi. IC tóc 4 chưa, chưa tóc 4 à. Con này cũng có hút máu mà anh em. Con này cũng có hút máu mà. Cái gì ông này nhìn kinh đó. Ok. Tao 4 chưa? Bây giờ anh em muốn nói AF với sếp đó. AF với sếp làm gì ta? Kindred. 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 Kindred ơi. Anh xin lỗi. Kindred ơi. Kindred. Ari vẫn giữ này, chỉ còn một con Kindred thôi đúng không? Kindred ơi. Dễ vờ anh em ơi, dễ vờ cho anh em tưởng là có thể đánh được 10 đập bệnh nhưng không á. Phải lên 10 á. Quê thế nhờ, quê thế nhờ. Sao mình cảm giác liên kết con sét xong thua nguyên nhà vậy anh em ơi. Anh em ơi, con sét có thật sự là đúng đắn không vậy? Ace, 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 chiêu. Uma Yusi chiêu. 1 vết 10 à. 10 thần thoại à. 10 thần thoại em thu 1 AC à. Gặp bóng mà thôi đúng không? AC 3 mà thu bóng thì AC 3 thì thu bóng thì tôi không biết phải nói gì luôn á. Anh em coi Uma Yusi nè, coi này. Uma Yusi. Tên lửa đạn đạo. Uma Yusi, Uma Yusi có gì? Anh ta đang tìm được khoảng không để băng. Kyrie đang support rất tốt, Faker đã anti rồi. Zeus thì đang làm mềm đằng dàn phía sau. Hắn được khẳng một món đồ ngon. Ê, tìm quan đại chiến à. Bây giờ Ron ở đây nữa hả? Mình muốn lên cấp quá. Để sao, để xem nó trả cái gì đó. Mình muốn lên cấp quá. 77 tiền à, một Ron không? Một Ron không? Một 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Asiba Asiba Asiba. Mười định mệnh đánh nhau với mười này à. Mãn nhãn luôn đó chứ. Ông này đang tính có làm Galio 3 anh em ơi. Galio 3 hay gì ba á. À! Mình nên bỏ con này nhờ. Mình nên bỏ con này nhờ. Con này 2 cơ. Nó... con này hai nó cũng khó chịu anh em. Bốn sứ thanh hoa à, cảm giác sát thương nhiều rồi á. Chiến luôn không? Có việc mà. Có việc mà. Chiến luôn nữa chứ. Vô. 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 Vào đây. Mày vào đây. Ngon mày vào đây. Ghê lô bà. Chiêu. Việc ánh sáng. Xong tâm kia đi vào đây đấy, tâm kia vào kích nổ à. Chiêu. Sao lần này nó khác nhở. Chiêu. Ổng rồi. Chiêu. Guma Yusi. Guma Yusi. Guma Yusi. Và đó là Guma Yusi. GG. Mạng nhãn chưa, cảm xúc chưa. Đánh một cái game nó random ra hai chưa.